Dạ vâng, ông nội quay về trước đi. Trôi qua thêm mấy ngày nữa thì cuộc thi chức nghiệp giả bắt đầu rồi, tụi cháu cũng sẽ quay về tham dự đó. Có tên nhóc Lâm này ở đây thì chắc không cần lo lắng đâu ha. Tên nhóc này có gì đó không được đúng, mình phải quay về hỏi hai tên đó mới được. Không ngờ khắc tinh của hiệu trưởng trường học Hà Kinh lại chính là Y Y. Trạm nghỉ ngơi của sĩ quan có thể mau chóng hồi phục, mau chóng loại bỏ sự mệt mỏi. Sân tu luyện kỹ năng của sĩ quan có thể mau chóng tăng cường hồi phục tinh thần, tăng cường tốc độ tu luyện kỹ năng. Trận dịch chuyển của sĩ quan có thể dịch chuyển đến địa điểm được quy định. Chỗ giao dịch công trạng có thể sử dụng công trạng để mua đồ vật tương ứng. Xem ra những cái này đều là do quân đội thiết lập. Để coi thử chỗ giao dịch công trạng đã. Thuốc kháng lời nguyền, tăng cường kỹ năng kháng lời nguyền trong 30 phút, 50 công trạng bình. Bùa thoát khỏi phó bản, có thể dịch chuyển rời khỏi bất kỳ phó bản nào. Khi tiến vào phó bản địa ngục thì bất kỳ lúc nào cũng phải mang theo nó, 100 công trạng cái. Thuốc hồi phục sơ cấp, sau khi sử dụng thì có thể hồi phục vết thương, đồng thời hồi phục 500 điểm sức mạnh tinh thần, thời gian sử dụng lại là 1 phút, 100 công trạng bình. Bùa thoát khỏi phó bản, thứ này cũng không tệ, mua hai cái đề phòng hở bất trắc. Xem ra tác dụng của công trạng này giống như điểm tích lũy ở trong trường học Hạ Kinh vậy. Nhưng dùng nhiều thì huy chương sẽ hạ bậc, mình vẫn nên dùng tiết kiệm một chút. Cảm ơn nha, Y Y, chị Vân Nhi. Y Y, cậu ấy là gì của em vậy? Chị Vân Nhi, chị có căn dặn gì thì cứ nói đi ạ. Chị Vân Nhi, đây là cái gì vậy? Đá dịch chuyển cụ thể. Đá dịch chuyển cụ thể, có thể dịch chuyển đến vị trí đã được chỉ định. Gần đây tôi vẫn luôn tìm Quỷ Dương chiến trường, nếu tìm được rồi thì các em đến đánh giúp tôi nha. Chính là Quỷ Dương chiến trường sẽ xuất hiện kết tinh Niết Bàn sao? Quỷ Dương chiến trường nhất định sẽ có kết tinh Niết Bàn, ít thì 3 cái, nhiều thì 5 tới 6 cái, nhưng tôi chỉ cần một cái thôi. Còn lại bao nhiêu thì các em tự chia, món đồ đó cũng tốt cho các em đó nha. Không thành vấn đề, chị Vân Nhi. Tôi vốn dĩ không thể đánh lại Quỷ Dương chiến trường. Tôi thấy chị Vân Nhi chắc là muốn chọn cậu làm trợ thủ đắc lực cho chị ấy. Boss cấp 38, tôi mới chỉ có cấp 24, chưa chắc có thể đánh thắng đâu. Cậu có thể một mình hoàn thành phó bản trạm gác địa ngục, vậy thì không thành vấn đề đâu. Chị Vân Nhi nhất định cũng biết chuyện này. Hơn nữa, trước khi quay về thì nói không chừng chúng ta còn có thể thăng cấp nữa đó. Bùa Lâm Ngụy của tôi còn có 8 cơ hội, bùa của tôi thì còn 9 cơ hội. Số lần sử dụng bùa làm ngụy 9, số lần sử dụng bùa làm ngụy 8. Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai bắt đầu đi hoàn thành phó bản thôi. Được. Cô gái đó xinh đẹp thiệt đó nha. Câm miệng lại đi, đồ ngu. Người đi cùng với cô ấy chính là sát thần đó. Mọi người đều đang nhìn cậu kia. Xem ra biểu hiện ở trên chiến trường của cậu vào hôm qua đã nhận được sự khẳng định của bọn họ rồi. Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta đi hoàn thành phó bản là được rồi. Được. Số lượng già thuộc tính của Khô Lâu lần nữa thăng cấp, hiệu suất hoàn thành phó bản cũng đã nhanh hơn. Họ tên Lâm Mặc Ngữ, chức nghiệp Tử Linh Pháp Sư duy nhất, cấp bậc cấp 25, sức mạnh 450+500, thể chất 450+500, nhảy biến 450+500, tinh thần 2300+3000. Lần này thì chưa đến 4 tiếng là đã đến trước mặt của boss rồi. Trang bị lưỡi liềm của Danatos, cấp bậc 25, danh xưng Long tộc Chiến Dương, tất cả thuộc tính cộng 500, tiêu hao kỹ năng giảm 50%. Không gian triệu hồi 240/250, chiến sĩ Khô Lâu số lượng 150, pháp sư Khô Lâu số lượng 90. Xin lỗi, ta phải lấy mày để thử nghiệm năng lực mới của tao rồi. Triệu hồn. Chắc là thành công rồi. Lại xuất hiện thêm một cây dao găm của trạm gác địa ngục. Cây dao găm này có thể đưa cho tôi không? Tôi cần nó. Được, kỹ năng của cô cũng giúp tôi rất nhiều. Tiếp tục thôi nào. Tránh ra. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tránh ra, đừng có đứng đây cản đường. Hả? Sao không đẩy được vậy? Tất cả cút hết cho tôi. Mấy người đã đạp dơ hết thảm đỏ của điện hạ rồi. To gan. Cẩn thận,
bọn họ chắc là người của Cổ La giáo đình đó. Tôi biết, thực lực có thể sánh ngang với giáo đình của quốc gia sao? Tất cả dừng tay lại. Không phải là trang bị hoàng kim bình thường, mà là trang bị hoàng kim được chức nghiệp thợ rèn chế tạo ra đó. Trang sức cũng là do luyện kim sư chế tạo ra. Tôi nghĩ toàn bộ đồ của anh ấy chắc làm bằng thủ công, hoặc là anh ấy nhận được trọn bộ chạm gác địa ngục rồi, nhưng nhất định sẽ mạnh hơn trọn bộ hoàng kim của cấp ác mộng đó. Sao có thể vô lễ như vậy hả? Lùi xuống đi. Dân, điện hạ. Tôi xin lỗi vì thuộc hạ của tôi có hơi thất lễ nha. Xuất thân từ Cổ La giáo đình, cấp 31, hỏa thần đấu sĩ. Hỏa thần đấu sĩ cấp 31. Mèn đét ơi, không ngờ lại là hỏa thần đấu sĩ đó. Nghe nói Cổ La giáo đình rất tôn thờ thần linh và được kế thừa sức mạnh vĩ đại của thần linh. Hỏa thần đấu sĩ này cũng được thừa kế từ sức mạnh của hỏa thần đó. Nghe ra cũng rất là lợi hại đó nha. Cái gì mà hỏa thần đấu sĩ chứ, chỉ là chức nghiệp cấp truyền thuyết mà thôi. Không phải chỉ là chức nghiệp giả có thiên phú thuộc tính hỏa thôi sao? Đúng đó, đại thần đã giết chết gần mấy vạn con ác ma vực thẳm, đó mới được coi là mạnh. Tiểu thư xinh đẹp, không biết tôi có vinh dự mời cô đi hoàn thành phó bạn với tôi không? Không cần, anh không có tư cách này. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.